Vâng, được không chị? Gia đình vâng. Rất hài lòng. Vâng. Đến thôi, bán rẻ thì tí nữa là hài lòng. Vâng. Chị nhìn trên ảnh thì là đúng là thực tế là đúng như là chị nhìn trên ảnh. Vâng. Khớp với cả quảng cáo. Vâng. Bây giờ chỉ mong là bảo hành tốt. Vâng. 2 năm gia đình dùng thì không bị mối mọt gì. Vâng. Vấn đề gì mà hiện bảo hành tốt. Vâng. Và đồ gỗ tường tán xin kính chào các bác nhá. Và hiện tại là 4 giờ chiều của ngày mùng 2 đầu năm mới đây, của năm 2022 đây. Và em đang có mặt tại khu 14 xã Tiên Phú, huyện Phú Ninh đây, tỉnh Phú Thọ đây, vâng, để bàn giao cho một số nội thất của nhà bác Xuân. Khoảng đây trên hiển quý vị đây cũng là ngôi nhà mới luôn, đang bắt đầu hoàn thiện để đón năm mới đây. Vâng, đây. Vâng, em chào chị ạ. Vâng. Vâng, đây là các thợ đang thi công lắp đặt này. Như cửa này. Đang lắp cửa đây, nhà quá. Và hiện tại em vừa bàn giao cả bộ ghế bên trong đây. Bàn ghế là chất liệu gỗ vim, lim. Gồm 6 món này. Rất là đẹp. Vâng. Một vân gì à, rất là đẹp này. Sơn BU bóng mờ đấy. À, để nguyên vân gỗ. Vâng. Đây, kia là cái đoạn giả. Một tiếng quá nha anh ạ. Vâng, đẹp không chị? Vâng. Vâng. Thôi, bán rẻ thì tí nữa là hài lòng quá. Bây giờ mua bộ. Tí nữa làm bà nhẹ. Đấy. Chủ nhân đấy. Người ta giống chứ, bán hàng người ta giống thôi. Vâng. Để cho nó về lâu. Anh cứ để số điện thoại có gì em liên lạc không nào. Vâng, thế đấy em từ Hà Nội gọi đặt đấy. Vâng. Thế nào có được như ý luôn chị, đạt không chị? Đúng rồi, chị nhìn trên ảnh thì là đúng là thực tế là đúng như là chị nhìn trên ảnh. Vâng. Khớp với cả quảng cáo. Vâng. Bây giờ chỉ mong là bảo hành tốt. Vâng. 2 năm gia đình dùng không bị mối mọt gì. Vâng. Vấn đề gì mà hiện bảo hành tốt. Vâng. Thế chị xem trên YouTube hay là trên Facebook chị nhỉ? Trên trang web của công ty đấy. Vâng. Vâng, thì em thay mặt cơ sở cảm ơn chị nhá. Vâng, đã tin tưởng và đã dùng đồ gỗ của cơ sở em. Vâng, thì nhân dịp năm mới em chúc chị và toàn thể gia đình mạnh khỏe nhá. Làm ăn phát đạt và hơn nhiều năm cũ. Vâng. Tiền về cứ như nước. Cho nên để tiếp tục mọi chuyện như ý nhá. Vâng ạ. Sau này để ủng hộ tiếp cho cơ sở anh em nhá. Vâng. Trên này còn xây nhiều nhà lắm. Vâng vâng. Vâng. Chỉ khoảng một tầm sang tháng sau nhá. Vâng. Hết xong công ty chùa nào phá là hết nhà. Rất nhiều đừng phá bá. Vâng. Cái tiền cả là 2 tỷ thì chỉ 6 tỷ 7. Vâng vâng. 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 Đấy, bộ ghế rất là đẹp nhá. Vâng. Vâng, thế xin chào mọi người nhá. Vâng. Nhà mới thì các bạn nhìn thôi chứ đúng không? Vâng. Ai có nhu cầu sở hữu bộ ghế như của nhà bác Xuân ở khu 14 Phú Ninh này thì xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhá. Và cơ sở em là chuyên thi công và lắp đặt của đồ gỗ tự nhiên này, rất là đẹp. Và em xin chào mọi người nhá.